Thưa quý vị, chiều qua ngày 12 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Trung Quốc sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 2008-2023. Chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ giữa hai đảng, hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của cả khu vực và thế giới. Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, chân thành và thẳng thắn, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, quan hệ hai đảng, hai nước và những vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Sau hội đàm cấp cao, hai đồng chí Tổng Bí thư đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.